Kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí khuyến học của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt tài trợ. Tạp chí khuyến học kỳ này mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Ghi nhận hội thi giáo viên dạy giỏi các tỉnh bậc tiểu học năm 2023-2024. Phóng sự Thư viện tỉnh Ninh Thuận đổi mới nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Một nhịp cầu khuyến học, nhóm Hương Từ Bi trao tặng xe đạp học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó học giỏi với tổng kinh phí hơn 57 triệu đồng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tạp chí. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp giáo viên bậc tiểu học có dịp giao lưu học hỏi phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học năm học 2023-2024. Tham gia hội thi có 134 giáo viên đến từ các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Tại hội thi, mỗi giáo viên trải qua 2 vòng thi gồm trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và phần thực hành tiết dạy. Kết quả có 112 giáo viên được công nhận dạy giỏi, trong đó có 68 giáo viên đạt giải, gồm 5 giải nhì, 32 giải ba và 31 giải khuyến khích. Tạp chí khuyến học kỳ này giới thiệu những giáo viên đạt giải cao trong hội thi lần này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Hơn 13 năm gắn bó với nghề giáo, có 10 năm cô giáo Từ Thị Kim dạy học sinh khối lớp 1 ở trường tiểu học Bảo An 2. Theo cô Kim, học sinh lớp 1 như một tờ giấy trắng, bởi các em đã quen nếp sinh hoạt của trẻ mầm non nên đòi hỏi cô giáo phải học nỗ lực để giúp các em biết tự học, biết ghi nhớ, làm theo và thực hành. Để các em không chán nản, sợ học, giáo viên dạy lớp 1 phải vận dụng tốt các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để tạo sự tích cực, chủ động cho các em. Trong giảng dạy của mình thì mình đang sử dụng các cái phương pháp dạy học tích cực và cái phương pháp mà mình thấy rất là hiệu quả đối với học sinh lớp 1 hiện nay là cái phương pháp là học thông qua chơi. Thì các em trong những giờ học các em được tiếp thu kiến thức thông qua các hoạt động chơi thì các em rất là hào hứng và tích cực. Ngoài ra thì mình còn đa dạng các cái hình thức tổ chức lớp học cho các em hoạt động theo cá nhân, tổ chức các em hoạt động nhóm và ngoài ra thì có thể là tổ chức các cái tiết học ở ngoài trời cho các em được tham quan các khuôn viên nhà trường khi dạy những cái tiết học và có cái nội dung phù hợp. Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ từ các lớp tập huấn do các cấp tổ chức, bản thân cô Từ Thị Kim luôn mạnh dạn trao đổi, chia sẻ, học hỏi từ đồng nghiệp ngay trong chính mỗi buổi sinh hoạt, chuyên môn cấp tổ, cấp trường để nắm bắt, cập nhật kịp thời những phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học theo hướng đổi mới nhằm kích thích tinh thần thi đua học tập của học sinh. Con rất thích học cô Kim, giờ học của cô rất vui, thú vị và vui vẻ. Nhà trường tập trung lựa chọn những giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có tâm huyết và yêu thương học sinh. Trong đó cô Kim là một giáo viên trẻ của nhà trường. Và cô tuy là một giáo viên trẻ nhưng là cô có lối sống, đạo đức, phẩm chất rất là tốt. Về chuyên môn nghiệp vụ thì cô có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng. Điều đó đã được minh chứng cho cô ở trong cái hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần vừa qua tại tỉnh Ninh Thuận. Cô đã đạt được giải nhì của hội thi. Với những nỗ lực không ngừng của bản thân, những năm qua, cô Từ Thị Kim liên tục nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi do ngành giáo dục đào tạo tổ chức, được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Đặc biệt, cô đã vừa đạt giải nhì, không có giải nhất trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học năm học 2023-2024. Chương trình giáo dục tiểu học đa dạng về nội dung nhằm phát triển toàn diện cho học sinh cả trí tuệ, thể chất, tình cảm, thẩm mỹ. Trong đó, âm nhạc là một trong những môn học được đánh giá có ảnh hưởng tới sự phát triển của học sinh. Nhận thức được điều này, tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, việc dạy và học môn âm nhạc luôn được quan tâm. Để nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc cho học sinh tiểu học, cô Thiều Thị Hà, giáo viên bộ môn âm nhạc của trường tiểu học Phủ Hà II, đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, có những phương pháp dạy học mới mẻ và hiệu quả. Cô Hà đã đề xuất giải pháp sử dụng nhạc cụ làm từ sản phẩm tái chế nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc. Qua cái cuộc thi thì tôi đã trau dồi thêm rất nhiều, tôi được học hỏi thêm rất nhiều trong đó, như về phương pháp, về hình thức tổ chức mới lạ, và đặc biệt là cái sự khuyến khích và khen ngợi học sinh như thế nào. Qua đó là không chỉ riêng tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm mà đối với tất cả các thầy cô khác trong cuộc thi như vậy. Và cũng vinh dự là trong cuộc thi thì dưới sự nỗ lực đặc biệt của bản thân thì tôi cũng đã được một cái thành công nhất định ở trong đó. Qua việc sử dụng các nhạc cụ từ tay cô trò làm từ những vật liệu tái chế, các tiết học của cô Hà trở nên sinh động, nhẹ nhàng và lôi cuốn học sinh hơn. Các em yêu thích những âm thanh khác nhau được phát ra từ các sản phẩm đơn giản ấy. Chính những điều này đã làm chất lượng tiết học âm nhạc ngày càng được nâng cao. Em rất thích tiết học của cô Hà vì cô Hà đã cho chúng em sử dụng rất là nhiều nhạc cụ và cho chúng em học rất nhiều bài học hay. Em rất thích tiết học này á. Với những nỗ lực không ngừng trong suốt 20 năm giảng dạy, cô Thiều Thị Hà đã vinh dự đạt giải nhì, không có giải nhất trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc tiểu học năm học 2023-2024. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, giáo viên phải chú ý cả tài cả đức. Tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Do vậy, thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với học sinh ở bậc tiểu học. Cô giáo Từ Thị Kim, cô giáo Thiều Thị Hà là hai trong nhiều điển hình giáo viên ở bậc tiểu học ở Ninh Thuận nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, thời gian qua, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng xây dựng mô hình thư viện thân thiện, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, điện tử hóa, tự động hóa. Nhờ vậy đã thu hút bạn đọc đến thư viện ngày càng đông. Qua việc bổ sung sách, báo, tạp chí theo kế hoạch, đẩy mạnh việc luân chuyển sách hỗ trợ hoạt động các thư viện, tủ sách cơ sở, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu sách báo ở khu vực nông thôn, miền núi. Nhờ đó đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Em Lý Hoài Bảo, trường tiểu học, trung học, cơ sở Trần Thi, nhà ở xã An Hải, huyện Ninh Phước, là người thường xuyên đến thư viện đọc sách hoặc mượn sách báo truyện tranh mang về nhà đọc. Em Bảo chia sẻ, em từ nhỏ đã yêu thích đọc sách, sách giúp cho em có thêm nhiều kiến thức và phục vụ cho việc học tập ngày càng tiến bộ. Khi mà em tới đây, trong khoảng thời gian mà từ lớp 6, lớp 7, là em thấy là cái việc học vẫn chưa quan trọng. Cho đến khi em lên lớp 8, em thấy bắt đầu là những cái môn nó bắt đầu khó dần. Thì mới biết là cái việc học nó quan trọng. Và em thấy là em thích một số môn, ví dụ như môn vật lý hoặc là môn hóa. Cho nên là em muốn tới đây là em để tìm sách tham khảo, để em tăng kiến thức. Với mong muốn giúp cháu nội làm quen với sách, tạo thói quen đọc sách, bà Phạm Thị Cúc đã đến Thư viện tỉnh để đăng ký làm thẻ bạn đọc cho cháu nội mình. Bà chia sẻ, cháu của bà mới 5 tuổi, sợ cháu ở nhà xem điện thoại, tivi ảnh hưởng đến sức khỏe, nên thời gian rảnh là bà đưa cháu nội cùng đến Thư viện tỉnh để đọc sách báo và truyện tranh. Qua đợt vừa rồi thì dẫn cháu nội tới tham quan thư viện của tỉnh mình ấy, thì cháu mới có 5 tuổi thôi. Nhưng mà cháu rất là thích sách vở ở đây và cũng rất là mong đến ngày thứ Bảy để được đi xuống thư viện để đọc sách và coi truyện tranh ở đây kia đó. Thì hôm nay là cũng vô tình đến để làm cho cháu cái thẻ để thỉnh thoảng cháu được sang đọc sách rồi vui chơi bên này với các anh các chị. Năm 2021, sau khi cơ sở mới đi vào hoạt động, lượng độc giả đến thư viện ngày càng đông. Thư viện được sắp xếp ngăn nắp, khoa học, không gian đọc phù hợp với từng lứa tuổi. Với mục tiêu tăng lượng bạn đọc, tăng lượng luân chuyển sách báo, Thư viện tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức phục vụ. Bên cạnh thường xuyên tăng đầu sách, Thư viện tỉnh cũng chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thư viện, đồng thời tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện ở cơ sở. Cán bộ thủ thư hướng dẫn nhiệt tình trong việc tìm kiếm thông tin nên bạn đọc rất hài lòng và đến với thư viện nhiều hơn. Trong công tác cấp thẻ cho bạn đọc, thư viện tỉnh cũng đã có nhiều đổi mới như đơn giản thủ tục cấp thẻ, đa dạng hóa các loại thẻ như thẻ đọc, thẻ mượn, thẻ thiếu nhi, thẻ truy cập tài liệu điện tử, v.v. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 115 buổi phục vụ bạn đọc, trong đó có 11 buổi phục vụ lưu động, thu hút hơn 15.000 lượt bạn đọc, phục vụ hơn 27.000 lượt tài liệu cấp mới, 204 thẻ mới, luân chuyển 41.000 đầu sách với 45.000 bản sách đến 353 đơn vị cơ sở. Bản thân là một thư viện thủ thư của thư viện tỉnh Ninh Thuận, thì bản thân tôi thì luôn cùng với các cái đồng nghiệp của mình thì luôn đưa ra những cái ý tưởng sáng kiến mới. Ví dụ như các dịp hè thì tổ chức các cái hoạt động như làm handmade, tổ chức các cái hoạt động thiết kế thời trang. Các cái nội dung nó thay đổi, như em làm thuyết trình viên. Tôi và cùng với các đồng nghiệp thì sẽ sưu tầm cũng như là khảo sát cái nhu cầu của bạn đọc thiếu nhi. Từ tháng 9 năm 2023 thì đã bắt đầu tiến hành mở cửa vào sáng ngày thứ Bảy để phục vụ nhu cầu của các cái bạn đọc. Cùng với những hoạt động thường niên, vào các ngày lễ, thư viện tỉnh cũng tổ chức các hoạt động bổ ích, thu hút bạn đọc như hội báo xuân, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, tổ chức trưng bày sách phục vụ bạn đọc, xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền giới thiệu sách, tìm hiểu sách, thư viện và cuộc sống. Thư viện tỉnh lấy cái chủ đề là sách hay cần đọc cho bạn, là tặng sách hay, rồi mua sách hay, hay là đấy. Thì cái chuỗi hoạt động này thư viện sẽ tổ chức, một là tổ chức trưng bày giới thiệu các tài nguyên thông tin về sách mới tại thư viện và trên môi trường mạng, tài nguyên thông tin nói về quê hương đất nước con người Ninh Thuận. Thứ hai là tổ chức cái hoạt động mà xe thư viện lưu động. Thì trong cái hoạt động xe thư viện lưu động thì tỉnh Ninh Thuận có đăng cai như là cái Liên hiệp Thư viện khu vực miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, thì tổ chức 18 điểm trường do chính tỉnh về phục vụ. Rồi bên cạnh đó là thư viện tổ chức các cái hoạt động để mời các cái đơn vị, đoàn thể, các trường học đến trải nghiệm, tham quan, nghiên cứu và học tập tại thư viện tỉnh. Thời gian tới, thư viện tỉnh tiếp tục củng cố, đa dạng và phát triển các hình thức xã hội hóa hoạt động thư viện, nâng cao chất lượng công tác phối hợp với các ban ngành, đơn vị địa phương, đồng thời tăng hình thức liên kết với các thư viện trong hệ thống thư viện cộng đồng, thư viện các trường đại học, cao đẳng, chú trọng công tác xây dựng thư viện mạng lưới, nâng cao năng lực phục vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu bạn đọc, góp phần đưa văn hóa đọc ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một nhịp cầu khuyến học kỳ này, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phối hợp với nhóm Hương Từ Bi trao tặng xe đạp và học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 57 triệu đồng. Theo đó, chương trình đã trao tặng 30 xe đạp cho 30 em học sinh vượt khó học giỏi của trường Trung học cơ sở Hùng Vương, huyện Thuận Bắc. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn tặng 4 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng. Chương trình cũng đã trao hỗ trợ học bổng định kỳ cho 7 học sinh sinh viên, mỗi suất từ 1 đến 3 triệu đồng. Con xin thay mặt các bạn có mặt ngày hôm nay, con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô, trường Hùng Vương và ông bà, cô chú bác trong nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi của tỉnh Ninh Thuận. Trao quà cho chúng con những xe đạp và phần thưởng. Chúng con rất vui. Thay mặt cho các thầy cô, các em học sinh nhà trường, xin cảm ơn sâu sắc đến nhóm thiện nguyện Hương Từ Bi Ninh Thuận đã có một buổi trao quà là 30 chiếc xe đạp và 3 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là nguồn động viên to lớn, khích lệ cho các em khắc phục được khó khăn, vươn lên trong học tập. Những suất học bổng, những phần quà có ý nghĩa trên đã kịp thời động viên các em tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt và thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí khuyến học của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đến đây tạm dừng. Cảm ơn công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình hai kỳ sau.